Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn cách phân biệt dầu gội, dầu xả, dầu hấp về thành phần, chức năng và công dụng. Hy vọng bạn có thể áp dụng để chăm sóc tóc tốt hơn. Cách phân biệt dầu gội, dầu xả, dầu hấp thường thấy là phân biệt dựa trên nhãn dán trên bao bì sản phẩm. Trên thực tế, mỗi sản phẩm sẽ đóng một vai trò chăm sóc tóc riêng biệt. Bài viết này sẽ đưa đến bạn cái nhìn khoa học về các sản phẩm trên. Một cách phân biệt dầu gội, dầu xả, dầu hấp dựa trên thành phần. Dầu gội. Trong dầu gội có từ 70-80% là nước, phần chính yếu còn lại là chất tẩy rửa chiếm từ 10-20%, đóng vai trò làm sạch tóc và da đầu. Thành phần tẩy rửa thường được sử dụng trong sản phẩm dầu gội tự nhiên là Decaglucoside và Lauryl-glucoside. Trong sản phẩm thông thường, thành phần được sử dụng là Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate. Phần còn lại là chất tạo bọt, hàm lượng tinh chất dưỡng thường rất ít, có vai trò làm tóc ống mượt, da đầu mềm mịn. Dầu xả. Thành phần chủ yếu trong dầu xả là chất cấp ẩm và chất diện hoạt, giúp xóa bỏ các chất tẩy rửa. Thêm vào đó còn được cung cấp đa dạng dưỡng chất như protein, silicon, vitamin và chất tạo mùi thơm. Dầu hấp. Tùy theo mục đích sử dụng, thành phần của dầu hấp sẽ khác nhau. Thành phần dầu hấp hoàn toàn là dưỡng chất, không bao gồm chất tẩy rửa hay chất điện hoạt. Hai cách phân biệt dầu gội, dầu xả, dầu hấp dựa trên cách sử dụng. Dầu gội. Dầu gội là bước làm sạch tóc đầu tiên, giúp loại bỏ bụi bẩn hiệu quả, giúp da đầu thông thoáng. Dầu xả. Dầu là được sử dụng ngay sau khi làm sạch tóc bằng dầu gội. Sản phẩm giúp làm sạch hoàn toàn các chất tẩy rửa khỏi tóc. Ngoài ra còn tạo hương thơm, cung cấp một số dưỡng chất cần thiết. Dầu hấp. Dầu hấp không được sử dụng trong quy trình thường ngày, mà dầu hấp thường được các salon sử dụng cho máy hấp dầu nóng. Nếu dầu gội và dầu xả có thể sử dụng với tần suất 2-4 lần tuần, nhưng dầu hấp với phương pháp hấp nóng chỉ nên sử dụng 2 tuần một lần. Ba cách phân biệt dầu gội, dầu xả, dầu hấp dựa trên công dụng. Công dụng của dầu gội: ngăn ngừa rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh hơn, giúp cho da đầu sạch sẽ, hạn chế gầu. Công dụng của dầu xả: xả hết các hóa chất trên tóc, giúp tóc về trạng thái cân bằng, hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn, nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong với chất hoạt diện và protein, giảm hư tổn cho tóc, giúp tóc ít khô. Công dụng của dầu hấp: chăm sóc tóc từ sâu bên trong, giúp tóc khỏi chẻ ngọn, xơ rối, nuôi dưỡng tóc bóng mượt, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, diệt khuẩn da đầu, giúp loại bỏ gầu. Bốn cách phân biệt dầu gội, dầu xả, dầu hấp. Để phân biệt ba loại sản phẩm này, bạn chỉ cần đơn giản là nhìn vào nhãn trên bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bao bì là tiếng nước ngoài và không là một trong những ngôn ngữ bạn biết, bạn có thể phân biệt theo cách cho sản phẩm vào lòng bàn tay và thoa. Nếu có nhiều bọt, đây là sản phẩm dầu gội. Nếu hơi bóng dầu trong lòng bàn tay thì là dầu hấp. Khi cho dầu xả vào lòng bàn tay, cảm giác sẽ giống như khi tiếp xúc với nước xả vải. 5. Kết luận. Trên đây là cách phân biệt dầu gội, dầu xả, dầu hấp khi mất nhãn và thông tin chi tiết về thành phần cũng như công dụng của chúng. Ba sản phẩm trên đều rất cần thiết cho quy trình dưỡng tóc. Hãy sử dụng các sản phẩm cho tóc khoa học để tóc luôn chắc đẹp.